Hi xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và mình là Nguyên Sui. Và chúng ta đọc bài trở lại sau gần 5 tháng rồi nhỉ. Thì thật ra thì mình khá là bận nên là cũng gần 6 tháng rồi chứ nhỉ. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái video clip vẫn về Hack Client. Và Hack ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn chính là, thôi chúng ta vào video luôn đi thì chúng ta sẽ biết được cái tên đó thôi. Và thôi chúng ta sẽ vào cái trình duyệt trước. Hôm nay thì chúng ta sẽ dùng trình duyệt Google Chrome. Cũng sắp thi rồi nên là mình cũng tranh thủ làm, tại vì hôm nay thì cũng có một cái server mới khá là hay ho nhỉ. Anarchyvn .net như là vậy. Sao cực kỳ ta? Đây là cái này, đây là cái này. Rồi thì chúng ta sẽ có một cái hack tên là Liquid Bounce. Chắc lắm gì đây, không biết. Đây là cái web, cái đường link, cái đường dẫn của nó. Mình sẽ để phía dưới phần bình luận và phần mô tả. Và thế này thì cái giao diện phía trước khá là đẹp ấy. Mình đã thử, mình đã test trước rồi, nhưng mà có điều thì nó khá là đẹp. Nó đổi như là hoàn toàn cái background của Minecraft luôn. Khá là ổn áp ấy chứ. Đây là một cái số cái hình. Thì là menu, main menu, click GUI, gray hoặc là nuker. Chúng ta sẽ nhấn vào đường download này. Ở đây là chúng ta có hai phương pháp để tải. Một là tải theo cách thông thường, thứ hai là chúng ta sẽ tải bằng cái launcher để chúng ta sẽ cài đặt luôn ý. Cái này thì mình dùng cái cách thông thường thì nó sẽ đơn giản hơn. Theo mình là như vậy, thì mình cũng đã thử rồi, nhưng mà nếu mà tải thêm thì hơi nặng máy thôi. Và ở đây thì trong cái phần thông báo của nó thì nó sẽ là Liquid Bounce là một cái loại mà dùng cho fork mode, có nghĩa là dùng cái phải dùng mode được fork mới được, có thể dùng Fortify. Và cái tiến trình cài đặt này thì nó gần giống như hào như các cái mode khác. Và nếu có problem, có lỗi nào thì hãy có lỗi về cái cách tải này thì các bạn có thể đọc cái phần này. Insta hỏi khuyến cáo và đề nghị là đọc cái phần instant tutorial này. Cái này là đâu ta, tutorial này, installing này. Yeah, đúng rồi đấy, cái này đấy. Chúng ta sẽ tải phần Liquid 1.2, tại vì cái bản này thì nó khá thông dụng. Còn cái bản Liquid 8.9 này thì khá dùng phổ biến trong PvP, nhưng mà mình sẽ dùng cái phần của bên 1.12.2. và 1.8.9 thì nó chắc cũng tương tự như vậy thôi, các bạn có thể test. Mình sẽ test 1.12.2. sau khi mà chúng ta nhấn vào thì nó sẽ hiện một cái web này, thì chúng ta sẽ chờ trong vòng 5 giây, và 5 giây chúng ta sẽ hiện cái skip ad này, là bỏ qua cái phần quảng cáo. Nó sẽ di chuyển chúng ta đến một cái đường link nữa, một cái trang web nữa, chính là cái này. Chúng ta sẽ nhấn vào đường download. Và một số bạn thì có nói thì một sách của mình nó có virus, cái này thì mình cũng không rõ, nên là lúc này thì mình sẽ test luôn bên virus để xem nó có không á. Như hack full post, cái này thì các bạn cũng hơi sợ, tại vì đợt trước, đợt năm đó thì có một cái drama. Cái này thì gắn clean, con này thì mình thấy là clean rồi, còn cái trước nó chưa được clean, nó vẫn còn có cái gì xâm nhập vào tài khoản người chơi như là vậy, nó làm mất thông tin. Rồi chúng ta sẽ confirm luôn.
hơi lâu rồi cũng không đọc nên là cái kiểu đọc nó cũng hơi kỳ kỳ. Để xem nó có bị sao không. Cái file này thì nặng 6.58 MB. Cái này thì cũng khá là nhẹ. Ừ, nhẹ đấy, không có nặng đâu. Và ở đây thì nếu các bạn có nhu cầu về 1.7.2, chúng ta sẽ sử dụng một cái là FPS booster, không phải. Let me see. Tôi quên mất rồi. Cái này thì nó khá là hay. Và mình cũng có sử dụng một cái bên bên 1.16.5 là cái Dynamics FPS. Cái này cũng khá là hay. Mình sẽ dùng bên này là FPS Reducer. FPS Reducer. Đây 1.12.2 giống tầm CrossFox cũng được. Cái này thì nói chung là nó quá nổi tiếng rồi. Cái này thì nó cung cấp rất là nhiều cái hay ho. Và nếu các bạn mà muốn cài luôn bên cái map này, các bạn có thể dùng cái map này hoặc là cái map này, Journey Map 1.2.2. Cái này thì thông dụng hơn. Cái này thì mình phải sử dụng bên Fabric. Cái này thì mới cập nhật thêm cái fork nữa, nên là chúng ta có thể sử dụng 1.2. Mình sẽ không sử dụng. Ở cái này nó sao kỳ kỳ đó, là đã được mà ta. Mình sẽ cái này nha. Cái này thì no security. Nên là cái file này nó ổn áp, nó không mất cái lỗi gì cả. Nên là các bạn yên tâm. Xong cái này thì thôi, mình sẽ gửi luôn cái link này, các bạn có thể test. Đây, nó vào được trong web rồi đây. Yeah, bạn vào phần file này. Cái này nó hỗ trợ được luôn cho 1.19 rồi à. Anh thấy tôi sẽ sử dụng bên 1.16 rồi. Đây, các bạn có thể dùng bên 1.12.2. Ơ kìa. Đây, 1.12.2. Nếu mà không có thì chắc mình sẽ đưa cái file lên trên Medify, các bạn có thể tải xuống về. Đây, lúc nãy có file rồi. Có điều là nãy mấy chiều mình nói hơi nhiều nên là có thể là các bạn có thể phiền, nên có thể bắt qua bình thường thôi. Và chúng ta sẽ bước 3 là mở cái phần T-Loader. Mình sẽ cắt cái đoạn này nhé. Mình đã quay trở lại ở đây thì khi mà cái giao diện này được mở thì chúng ta có hai cách để mở cái app data. Thì lúc nãy mình có thử một lần rồi nên các bạn có thể biết. Còn cách này thì cách nó trong web này luôn, nó trong cái này luôn. Các bạn vào mod và các bạn chúng ta sẽ cho cái file mình vừa tải về là liquid bounce 1.2.2. chúng ta extract to nó ra. Từ lúc nào mình cài xuống nên là nó bị này, nên mình sẽ xóa bớt một cái. Đây, mình sẽ extract nó ra. Nó sẽ như thế này, các bạn copy file này qua. Xong, chúng ta sẽ vào game. Và cái này mình sẽ cắt qua luôn để không tốn thời gian của các bạn. Chúng ta sẽ gặp lại ở phần background của Minecraft. Yeah. Game mình có sao đây thì như các bạn đã thấy thì giao diện rất là đẹp luôn ấy. Thì lúc nãy thì mình đã quay một cái video nhưng mà mình quay mất là cái Bandicam nó không quay được toàn màn hình. Nó khi mà quay toàn màn hình nó sẽ bị thoát ra ngoài. Nên là mình mất luôn cả bộ luôn. Nên bây giờ chúng ta sẽ vào nhanh thôi. Chúng ta sẽ test hack. Chúng mình sẽ bỏ qua đoạn này. Đoạn này thì nó không quan trọng nên mình sẽ cắt cái đoạn này qua. Game mình có sao đây thì đây. Thì đó là cái giao diện, đây là giao diện của Liquid Mouse. Thì cái buổi click của mình sẽ để phía dưới phần bình luận. Mình sẽ để trên màn hình luôn ấy. Thì click vui cái này thì là shift phải hay là gọi là right shift.
nó sẽ như thế này. Thì mình sẽ hướng dẫn một số cái mà các bạn cần thiết để các bạn dùng. Thì đầu tiên về combat thì các bạn hãy sử dụng thế này. Auto weapon, cái này là tự động về cái vũ khí luôn ấy. Cái này là Hunter. The player thì add respawn and tool, no forward reach. Thì movement thì chọn cái calling quốc này thì nó sẽ đi một nước nhưng mà nó sẽ rất là chậm. Rất là chậm ấy. Về render thì các bạn dùng ESP, FreeCam, Fulbright, RUG, NameTag, no FOV. Cái này thì dùng để xem mấy cái stock này. Cái này thì nó xem được mấy cái cây kho ấy, mấy cái rưới. Cái này thì mình không biết. Còn cái gì ta, Explore này thì nó cũng không rõ lắm. Cái này các bạn nghiên cứu. Còn cái phần Mix này thì Bot à, Liquid Chat, Nam Protect, Spammer nghĩa là một spam ấy, spam trên cái chat, khung chat bên này này. Nói chung là cũng đủ ấy. Thì lúc này thì mình có hướng dẫn hơi là nhanh nhưng mà nói chung là cũng khá là đủ, tại vì nó cũng tương tự các cái khác thôi, nó không có quá là khó. Và video này thì nó cũng đủ rồi, nó cũng khá là dài rồi. Thì nếu các bạn thích video này thì xin một like, share, subscribe và không quên nhấn vào xem bên kênh để nhận những thông báo nhất của xem mình nha. Thì bye và chúc bạn một ngày tốt lành. Yeah.